Các bạn, khi mà chúng ta cắt ấy, thì một kỳ có một kỳ lớn mà một kỳ chưa lên như này thì các bạn tiến hành cắt đôi ra, thì để cho cái kỳ này, cái mắt này nó lại tiếp tục nảy lên để tối ưu hóa lợi nhuận anh em nhé. Phú Thọ tuy nhiều nhưng mà ở Lai Châu nếu mà bảo gom được khoảng 2.000 kỳ cỡ nhỏ thì chắc là không được cả cái tỉnh Lai Châu luôn. Có những anh em người ta đi ôm lô 9.000 kỳ thì Lai Châu làm sao mà đủ được để mà cung cấp, đúng không anh em? Đấy, đấy là loại bét nhất nhé, quốc dân nhé. Chưa nói gì đến những cái hàng đắt tiền khác. Cả Lai Châu không đến 3.000 thật đấy. Đây. Rồi, xin chào cả nhà.